chào tất cả các bạn, tôi là Vân Anh, hiện tại là chủ spa Ke Alux. Đa số những khách hàng mà đến với Ke Alux Spa thì đã điều trị nám ở nhiều nơi với nhiều phương pháp. Da của họ chủ yếu là giãn mao mạch rất là yếu và bị tăng sắc tố. Thì khi mà tôi ứng dụng cái dòng sản phẩm Skin Clinic này vào, thì sau một tháng thì da của khách cảm thấy rất là khỏe, sáng đều. Riêng cho khách hàng thì những cái khách của chị với những cái da nám lâu năm, họ cũng cảm nhận được cái sự thay đổi rất là lớn. Nhưng đây thì chị cũng cảm ơn công ty đã ra một cái dòng sản phẩm rất là tốt, một cái liệu trình rất là tốt đưa đến từ cái spa để mà cho tụi chị có cái dịch vụ rất là tốt cho khách hàng. Chào các bạn, mình là Hương, giám đốc chuyên môn của hệ thống Thương Hương Beauty Center. Trước đây da mình bị nám, sau khi mình đã điều trị bằng dòng sản phẩm Skin Clinic thì làn da của mình đã được cải thiện rất là nhiều. Bản thân mình là giám đốc chuyên môn của hệ thống, mình trực tiếp về trải nghiệm. Sau đó thì mình đã sử dụng cái dòng sản phẩm này trên hàng nghìn khách hàng của hệ thống Sunny. Hiện tại khách hàng của hệ thống Sunny rất hài lòng với kết quả về trị liệu. Qua đây thì mình cũng gửi lời cảm ơn đến là dòng sản phẩm của Skin Clinic đã mang lại cái kết quả trị liệu cho hệ thống khách hàng của Sunny.